Thomas và những người bạn đã trở lại. Hôm nay Thomas có một nhiệm vụ đặc biệt, đó là vận chuyển những thùng sơn đến thị trấn. Bắt đầu thôi nào. Ôi không, thùng sơn đã bị đổ rồi. Hãy dùng cân cẩu và giúp Thomas dắt hàng lên lại nha. Tiếp tục cuộc hành trình thôi nào. Chưa hết đâu các bé ơi, khám phá bộ trò chơi Thomas và Bruno làm việc tại cây cầu. Bộ trò chơi đi kèm với Thomas chạy bằng Min, một toa tàu Bruno và một cân cẩu Collie. Cùng Thomas và Bruno thực hiện nhiệm vụ giao hàng tại cây cầu. Wow, Thomas đã giao hàng thành công. Nhanh tay sở hữu trọn bộ đồ chơi Thomas với hàng ngàn ưu đãi cực sốc. Ước quà Giáng sinh đến máy kiên đâm ngay hôm nay.